buổi tối nên ngay sau khi đặt chân đến mảnh đất cố đô, bọn mình chỉ tranh thủ ghé đi mua đồ ăn tối một chút trước khi về homestay để nghỉ ngơi chuẩn bị cho hành trình 4 ngày 4 đêm khám phá Huế. Tụi mình lựa chọn ăn bánh mì Trường Tiền đầu tiên vì là fan của bánh mì Việt Nam nói chung. Nhìn quầy hàng đã thấy đã mắt và siêu thèm rồi. Và sau đó thì tụi mình kéo vali đi bộ ra cách đó không xa để ăn chè hẻm. Chè hẻm thì ai cũng nói là bị ngọt rồi, tuy nhiên vì tiện đường nên mình vẫn ghé ăn thử và confirm là ngọt thật nha. Bột lọc heo quay ở đây viên rất to, một phần là vì bột dày á, và nước dùng kèm thì cũng ngọt và không có hương vị gì đặc biệt cả, thế nên là mình không có ấn tượng. Mì đem ra em xem nào. Bắt đầu một ngày mới không sớm lắm, khoảng 10 giờ bọn mình ghé ăn bún bò Huế Ba Tuyết. Bún ở đây mình thấy rất ngon nha, nhưng không biết là có phải vì quán nổi tiếng với khách du lịch không mà giá bán là 50.000 cũng ngang với Hà Nội, cao hơn khoảng 2 lần so với giá trung bình mà một người dân ở đây hay ăn theo như lời của bạn mình kể, nhưng mà mình vẫn sẽ ăn lại nha. Xong xuôi thì bắt đầu hành trình khám phá kinh thành Huế thôi. Mình có một lưu ý cho các bạn là trước khi mua vé, hãy plan tổng quan cái hành trình đi thăm các công trình lăng tẩm của bạn nhé. Vì nếu mua theo combo thì sẽ rẻ hơn là mua lẻ từng địa điểm. Mình đã quyết định là sẽ đi kinh thành Huế, rồi Ba Lăng, Minh Mạng, Khải Định và Tự Đức, nên mua theo giá gói là 530.000 một người, thay vì mua lẻ sẽ là 650.000. Vé combo chỉ có giá trị sử dụng trong 2 ngày, nên bạn nhớ sắp xếp lịch trình 2 ngày kế nhau để đi hết nha. Ngày 1 mình sẽ đi kinh thành Huế và cạnh đó là bảo tàng cổ vật, giá đã bao gồm trong vé kinh thành rồi và cung An Định cũng ở gần đó luôn. Cảm hứng đến Huế lần này của mình xuất phát từ chính những cung điện và lăng tẩm nên mình mải mê ngắm nhìn, không quay phim nhiều. Thực sự là phải chiêm ngưỡng tận mắt để có một cảm nhận tổng thể về không gian của cung đình xưa bạn nhé. Sau một buổi sáng khá là dã sức vì đi chơi dưới thời tiết nắng, bọn mình phải chọn ngay địa điểm ăn trưa có điều hòa để được hồi sinh. Nhà hàng Trạm là lựa chọn số 1, rất nổi tiếng với những món ăn kiểu cơm nhà mẹ nấu ấy mọi người. Đơn giản truyền thống mà ngon thực sự, giá lại rẻ nữa. Ở đây có món thịt quay ăn kèm dưa, giá mình thấy mọi người gọi rất nhiều, nhưng vì đi hai người thôi và muốn thử nhiều món nên mình chọn cơm dĩa nhà Trạm. Trong đó thì vừa có cả thịt quay, rồi gà và trứng và nộm rau ăn kèm nữa. Món này chấm tôm chua ăn siêu đỉnh. Dĩa cơm đi kèm một bát canh cua nấu rau nữa mà tổng thì chỉ có 80.000 thôi. Cuối bữa các bạn nhân viên thấy mình ăn xong sẽ mang bánh tráng miệng ra nữa nha. Thì đến giao cà phê ngồi nghỉ lúc trưa nắng. Đợi đến khoảng 3 giờ thì bọn mình sẽ đi tham quan nốt 2 địa điểm trong kế hoạch của ngày hôm nay. Quán rất yên tĩnh và đồ uống ngon, nhưng không có điều hòa nha, nên bạn nào không chịu được thì có thể cân nhắc. Về cơ bản là trước chuyến đi mình đã lên list các điểm đến và ăn uống dựa trên tham khảo review trên mạng rồi, nên ăn ở đâu mình cũng thấy rất là ngon. Mình chọn cà phê muối và xuyên suốt hành trình cà phê của mình, đến đâu mình cũng sẽ thử món này để cảm nhận sự khác biệt. Cà phê muối ở đây có lớp kem là kiểu kem mặn, không giống tưởng tượng của mình nhưng vẫn rất ngon. Đây là bảo tàng cổ vật cũng rất đáng tham quan nha mọi người. Với những cổ vật có niên đại vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, được đấu giá thành công từ nước ngoài về và cũng như là của người dân khắp đất nước Việt Nam, lưu truyền qua các thế hệ và tặng lại cho bảo tàng. Ghé nốt cung An Định, nơi gắn liền với hoàng hậu Nam Phương, hoàng hậu tài sắc vẹn toàn và là hoàng hậu cuối cùng của chế độ phong kiến trong lịch sử Việt Nam. Trên đường về lại Ha Chi, anh tài xế của bọn mình đưa đi mua bánh mì ở lò mì Thu Ngân để mang về ăn tối. Kết thúc hành trình tham quan ngày thứ nhất ở đây. Mascara remover yêu thích. Khi du lịch thì mình rất là thích mang em này đi, bởi vì là nó là dầu tẩy trang rất là nhỏ gọn, như một thanh mascara chà vào mi mắt này để một tí là mascara có thể được remove sạch sẽ, không phải mang riêng cái chai dầu tẩy trang dành cho mắt môi đi nữa. Và với cả lông mày mình cũng cho luôn, vì hôm nay mình có chút mascara lông mày là sạch rồi, siêu tiện lợi luôn. Rồi bây giờ sẽ chuyển qua dùng nước tẩy trang để tẩy trang cho cả mặt. Bioderma màu hồng. Bây giờ thì mới có khoảng hơn 6 giờ thôi, nhưng mà bởi vì cái Ha Chi homestay mà mình đang ở ấy,
nó khá là xa trung tâm. Mình cũng biết điều này từ trước khi đặt phòng rồi, nhưng mà cái tâm thế trong chuyến đi Huế lần này của mình là bởi vì mình xác định là mình sẽ muốn một nơi nào đấy nó kiểu yên tĩnh, không phải là một cái kiểu luxury như ở resort hoặc là mấy cái hotel hạng sang. Thế nên là mình khi mà mình tìm phòng thì mình sẽ muốn những cái nơi mà nó mộc mạc kiểu như Hachi này. Hệ quả của việc ở homestay xa như thế này là mình đi thì mình sẽ đi cả ngày luôn mà mình không về phòng nữa. Thế nên là 6 giờ mình đã kết thúc ngày hôm nay của mình ở đây, về để ngồi ở dưới bên cạnh cái hồ bơi của Hachi để chill chill chill. Và ngày mai thì cũng sẽ là một ngày dài và mình cũng sẽ đổi sang một cái homestay khác. Với những cái chuyến đi mà quá ngắn ngày thì không nói, còn lại là khoảng tầm 3-4 ngày thì mình sẽ thường là chọn ở hai homestay để có thể trải nghiệm các cái không gian khác nhau. Hôm nay sẽ là một ngày dài với hành trình ba lăng nên chúng mình đã dậy từ khá sớm, đi bộ quanh homestay ngắm nghía hít thở không khí trong lành của buổi sáng trước khi check out. Điều tuyệt vời ở Huế chính là dù ở đâu bạn cũng luôn được nghe tiếng chim hót rí rít như thế này đấy. Thế check luôn cho em cái vali rồi nhé. Vâng. Đây là bánh bột lọc hay bánh? Sẵn là phải mang tiền mà chỉ là phải đợi đó. Còn mấy cái thông lý tỏ này là trời cả vài trăm năm rồi, chứ không phải là một năm hai năm mới nào, như cái này cả vài trăm năm rồi đó. Của vị vua thứ hai của triều Nguyễn, đầu tiên là vua Gia Long. Đây cũng là vị vua có nhiều con nhất trong lịch sử Việt Nam. Thời vua Minh Mạng trị vì thì đất nước được đánh giá là giai đoạn thịnh vượng và hùng mạnh nhất. Vua Minh Mạng đã qua đời khi khu vực này còn chưa được xây xong. Phía trước mắt là điểm cuối cùng của lăng, khu vực mộ phần của hoàng đế Minh Mạng, được xây bao quanh một vòng tròn gọi là Bửu Thành. Đấy, người hồi xưa chắc cũng chỉ cao từng này nhỉ. Lăng vua Khải Định xét về diện tích thì nhỏ hơn lăng Minh Mạng và một số lăng tầm khác rất nhiều, nhưng là lăng có phong cách thiết kế độc nhất, kết hợp văn hóa Đông Tây tinh xảo và mất đến tận 11 năm để xây dựng hoàn thiện. Trước khi nghỉ dừng ăn trưa, tụi mình có ghé chùa Từ Hiếu là nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh đã sống những năm cuối đời và vào khu vực trước bàn thờ để kính chào thầy. Tụi mình khi hỏi anh tài xế một chỗ ăn trưa thoáng mát quanh khu vực các lăng đi tham quan hôm nay thì anh dẫn vào nhà hàng không gian xưa ở Minh Mạng. Tình cờ là sau đấy tụi mình phát hiện ra là cũng đã từng xem review về quán này rồi và rất ok. Vẫn là bữa cơm phong cách nhà làm đạm bạc mà mình kiểu rất là mê khi đến Huế. Phong cách đồ ăn cũng giống như là nhà hàng Trạm đấy mọi người. Bánh đập hến xào hay là thịt luộc tôm chua đều rất là ngon. Tổng bữa ăn 3 người thì hết khoảng 400 nghìn. Dừng chân tiếp theo ở làng Hương, mình ngạc nhiên vì định nghĩa làng có hơi khác so với tưởng tượng của mình. Nó khá nhỏ và các hàng bố trí dọc hai ven đường trong một quãng đường ngắn thôi. Ở đây khi mọi người dừng chụp ảnh thì chủ tiệm sẽ rất nhiệt tình đưa nón cho bạn và không thu phí. Chụp hình xong thì bạn mua đồ gì đó để ủng hộ họ là được. Thank you.
tại thì mình đang có mặt ở lăng Tự Đức, là cái lăng cuối cùng trong chuyến đi ngày hôm nay. Có rất là nhiều cá. Đó, xong rồi ở bên kia có một cái chòi nữa. Thì thực sự là bây giờ là khoảng tầm hơn 12 giờ trưa. Mình ăn trưa xong đi qua làng Hương và qua đây ngồi thì cảm giác nó rất là sướng vì gió mát. Ngoài cảnh, khung cảnh thì thanh tịnh, cá bơi, tiếng nước róc rách, tiếng chim hót. Cảm giác là dễ chịu. Ở đây một lúc nữa sẽ đi sang nốt các cái điểm còn lại trong lăng, có thể quay video cho mọi người xem nhá. Nghe rất là kiểu yên bình ấy. Ui, trời đẹp thế. Trời ơi. Phố đi bộ Huế nè bạn ơi. Tối về thì một em follower của mình ở Huế là An đã lái xe chở mình đi tuyến phố đi bộ mới khai trương ngày hôm qua. Chỉ mở thứ 6 và thứ 7, cũng đông đúc và náo nhiệt như những giai đoạn đầu của phố đi bộ ở Hà Nội vậy. Đây là một sạp trang sức thủ công với khuyên tai và vòng tay các kiểu. Ví dụ như đôi này được làm từ gáo dừa và phủ bên trên là phần họa tiết nổi từ vỏ trứng cũng xinh lắm. Mình đã mua một đôi để làm kỷ niệm. Xong xuôi thì An chở mình đi dạo phố phường, rồi ghé chè một lọc heo quay đình đám của mợ Tôn Đích. Mọi người đến đây ăn chè đa phần là sẽ phải đợi một lúc nha, bởi vì mỗi mẻ chè ra là sẽ chia hết cho khách luôn. Đúng là danh bất hư truyền, viên bột nhỏ thôi nhưng vỏ rất mỏng và phần nhân là heo được làm khô, queo lại, bị đậm đà khác với nhân thịt kèm hành lá như bên chè hẻm. Lại lạ lạ. Tạm biệt, hẹn gặp lại. Góc skincare chân thật xin được tiết lộ bí mật đau lòng nhất của mình về tổn thương trên mặt. Như các bạn có thể thấy, ở góc hàm bên phải của mình có một mảng sần đỏ. Nhìn như mụn viêm nhưng đó là chuyện của quá khứ 5-6 năm trước rồi. Còn bây giờ thì nó là sẹo và là điều khiến mình rất không tự tin khi chụp ảnh hay là quay phim với phần mặt này. Hồi đó mình bị mụn khá là nặng, cũng đến clinic nặn mụn và chăm sóc da đều đặn nhưng một giai đoạn đỡ rồi nên có giãn tần suất đi chăm da lại. Ở đó còn vướng thi nữa nên là khi mà xong xuôi mình đến nặn mụn thì mụn đã sừng hóa thành sẹo hết rồi và không nặn ra được nữa. Buồn lắm đấy các bạn ạ. Mình cũng đã thử phương pháp tiêm sẹo ở cả Hà Nội hay là Sài Gòn rồi, tính ra cũng hơn 6 mũi tiêm nhưng chỉ bớt lùi một phần nào đấy thôi. Đến bây giờ thì mình vẫn canh cánh trong lòng về việc là tìm ra một phương pháp hiệu quả để làm phẳng lại cái mảng sẹo này. Nên nếu bạn nào có kinh nghiệm thì có thể chia sẻ giúp mình với nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Đây là quán cà phê Muối Chứ Danh mà mọi người bảo là quán gốc nơi thức uống này ra đời. Khoảng 10 giờ sáng mà quán đã đông lắm luôn, gần như là hết bàn rồi và order cũng phải đợi rất lâu. Nhìn cốc cà phê muối ở đây là thấy khác hẳn so với phong cách của bên cà phê Giao rồi. Không phải là kiểu kem mặn mà mình đoán ở đây là kiểu sữa tươi đánh cùng muối, chắc là vậy, mình cũng không rõ lắm. Chỉ 15.000 một cốc thôi, rất là rẻ. Trên đầm Lập An rất rung động nha mọi người. Nên chọn ngắm cảnh và thưởng thức bữa tối ở đây. Mình ăn ở hải sản bé thân, được review nhiều và giá rẻ. Cũng ok nhưng mà vì hương vị thì không đa dạng lắm nên mình không có ấn tượng. Xin chào các bạn, hôm nay là
ngày cuối cùng bọn mình ở Huế rồi. Thế nên là trong sáng hôm nay thì mình sẽ check out lúc 12 giờ trưa. Bây giờ thì cũng chuẩn bị đến giờ check out rồi. Mình đã get ready xong, chuẩn bị đi ăn trưa rồi ra cà phê ngồi cho đến khi mà ra sân bay. Trước khi mà rời phòng thì mình sẽ quay một chút cái room tour cho các bạn xem cái nơi mà mình ở thứ hai trong cái chuyến đi Huế này nhá. Mình đang đứng ở đây là cái khu vực bồn rửa mặt và trang điểm. Cái bên này là một cái góc rất là xinh, là để tắm. Và khi buổi tối tắm ở đây thì đây là có một cái vách kính. Nằm từ trong này có thể nhìn ra thẳng đây để xem, tắm luôn. Đó. Thật ra là cái phòng này nó không hề to và tí nào, thậm chí nó còn khá là bé so với tưởng tượng của mình. Tuy nhiên là bởi vì đơn vị thi công cái nhà này là một công ty kiến trúc, và bản thân cái tòa nhà này cũng sẽ là bao gồm cả office của cái công ty kiến trúc đấy luôn. Đó, đây. Đó, đây nhìn từ bên trong vào. Đây là mình. Ta-da. Và mình cũng sẽ dẫn các bạn ra phía bên ngoài nhé. Bọn mình đặt cái căn này ở trên Airbnb. Thực ra giá của nó thì cũng không phải là rẻ so với cái diện tích mà mình có được. Các bạn có thể nhìn thấy này, tầng 1 là homestay, tầng 2 office, tầng 3 là garden. Đây là không gian mình từ bên ngoài vào. Và đây là khu vực outfit check cuối cùng trước khi mà ra khỏi nhà. Đó là một cái góc rất là xinh. Đi vào, dọn nốt hành lý, đi cà phê. Làm từ bột nếp. Dạ. Bánh bèo làm từ bột gạo. Em cảm ơn ạ. Cái bạn là nước mắm em này, là mình ăn là bánh lọc này hết. Vâng. Rồi còn cái nước mắm em mình ăn tất cả các loại bánh. Vâng. Thế nhưng em thấy cái nào hợp khẩu vị thì mình dùng thôi. Dạ. Nếu bạn thích video này thì hãy like và share để video được nhiều người biết đến hơn và du lịch Huế sẽ phát triển sôi động hơn nữa trong thời gian tới nha. Hy vọng là bạn đã có những giờ phút thoải mái và nhận được thông tin hữu ích với vlog này. See ya!